Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Trí để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số khoai mai ha. Đây, củ nở không quý vị ơi. Củ bự không ha. Không được. Đây, chào em. Chào anh Tấn, chào khán giả của kênh Quê Dừa nha. Hôm nay em có về 35-40 lô phôi giảo Thủ Đức để phục vụ cô chú anh chị mình nha. Hình thức bán bên em là bao sống bao ship, còn quất cho mấy anh ruột mình đây. Đó, bao sống là 50% nha, cho người bán có trách nhiệm chút xíu, người mua có trách nhiệm chút xíu. Hình thức bán em là bao sống, bao ship 50%. Rồi số điện thoại của em là 0787838228 nha. Địa chỉ vườn của em là Tân Ninh, Sơn Đông, chợ gạo Tiền Giang anh Tấn ơi. Rồi, số là cũng là số Zalo của em luôn nha. Trong lúc xem cô chú anh chị mình có nhà ý chốt mà muốn xúc số lượng, dạng alo em có cái giá sỉ cho anh em mình. Rồi, em bắt đầu vô mã số 1 anh Tấn ơi. Rồi, mã số 1 em bên đây. Mã số 1 cây giá trực nghiêng nha anh ơi. 25 hoành. Rồi. Đó. Đây, rồi vị trí là 25 hoành. Hoành cái chiều cao là 75. Đó. Mã này là mã số 1 nha mấy anh chị ơi. Rồi, xuống đế cây quý vị. Đi số 2 qua đó. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Mã 1 này giao lưu 250.000 thôi anh ơi. 250.000. Xuống cây luôn. Giá mềm dễ chơi của chú anh chị mình đây. Rồi, mã số 2 nha. Số 2. Cao ôi hoành thân nó là 22. Chiều cao nó là 50. Đó, mã này mã số 2 của chú ơi. Rồi, để đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 2 này giao lưu giá 200k thôi anh ơi. 200. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua mã số 3. Số 3 đây. Hoành eo của nó là 27. Rồi, 27 đúng luôn. Cao của nó là 75. Rồi, xây luôn. Rồi, xuống đế cái quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 3 là giao lưu giá 500.000 anh ơi. Rồi, 500. Rồi, mình qua, rồi, mã, qua số mã số 4 anh ơi. Số 4. Mà neo của nó là 26. Rồi, 26. Chiều cao của em nó là 110 anh ơi. Rồi. Tay cạnh cũng khá quá đây. Tay cạnh khá có duyên, bộ đế có duyên ha. Rồi, xuống đế luôn. Để chạy đều quá ha, quý vị còn bự bự không nè. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 4 này giao lưu giá 500 anh ơi. 500. Rồi, xuống cây luôn. Qua mã số 5 nha. Số 5. 25 hoành. Rồi. Chiều cao nó là 65. Cây này củ đế nở nha, cho thử củ đế nó coi. 25 hoành củ đế nở nó là 29 đó anh ơi. Nè, 29 30 lần nè. Rồi, 29 đúng luôn ha. Đến hàng 5 cây. 54 cây cũng được. Rồi, giao lưu nha. Mã số 5 này giao lưu giá 500 anh ơi. Rồi, 500. Rồi, em qua mã số 6 luôn. Rồi, số 6. Hoành eo của nó là 28 hoành. Rồi, 28. Rồi, chiều cao. Chiều cao của em nó là 80. Rồi, xây xây luôn. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Mã số 6 này giao lưu giá 500 anh ơi. Rồi, 500 luôn. Rồi, qua mã số 7. Luôn. Này nó có cộng rễ tuốt nằm, nó kéo tuốt trên, đo tuốt trên đi. Rồi. 24 hoành. Chiều cao nó là 50. Rồi, xe xe luôn. Đây, cụ đế đây. Mã này mã số 7 nha cô chú ơi. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 7 này giao lưu giá 350 anh ơi. 350. Rồi, qua mã số 8. 8. Mình neo là 22. Rồi, 22. Này tay cành đều nha. Chiều cao nó là 80. Rồi, xây xây luôn, 80 cao. Chị cũng nghe kỹ đường thân tay cành nói quý vị. Rồi, để luôn.
Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 8 này giao lưu giá 250 anh ơi. Rồi, 250. Rồi, qua mã số 9 luôn. 9 luôn đây. Quần eo nó là 30. Rồi, 30 quần. Chiều cao nó là 88 tính 85 đi. Rồi. Tay cạnh đều quá đều quý vị. Rồi, để luôn. Này ra số gốc nở nha. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ, mã 9 này giao lưu giá 700 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn, 700. Rồi, qua mã số 10. 10. Quần neo là 25. Cao của nó có 30 à. Rồi. Đó, cái này bẻ rộng có duyên quá. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Cái này giao lưu giá 400 thôi nè. Rồi, 400. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 11. Quần eo là 23. Cao là 60. Rồi, xây luôn. Vũ đế luôn. Rồi, giao lưu như đây. Cái mã 11 này giao lưu giá 350 thôi nè. Rồi, 350. Hả? 350. 350. Rồi, mã rồi qua mã số 12. Quần neo là 24. Cao là 85. Rồi, xuống cụ để luôn. Rồi, giao lưu như em. Cái mã 12 này giao lưu giá 400 thôi nè. Rồi, xuống cây luôn. Qua mã 13. Rồi. Quần eo là 23, 24 yếu tính 23 đi. Cao nó 50. Rồi. Cái này bẻ rộng có duyên quá. Tay cạnh cũng theo đường thân này. Rồi, cụ đế như cái gì. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã 13 này giao lưu giá 400 anh ơi. Rồi, xuống cây 400. Rồi, qua mã 14. Quần eo là 24. Cao là 90. Rồi, xây luôn. Để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Mã 14 này giao lưu giá 400 thôi nè. Rồi, 400. Rồi, qua 15 luôn. Qua mã 15. 26 quần. Cao nó 75. Rồi, cao 75. Quần 26. Cụ đế luôn. Rồi, giá luôn như đem. Cái này giá 350 thôi nè. Rồi, 350. Tiếp theo luôn. Mã 10, 16. 16. Mà neo là 25. Rồi. Đúng 25. Chiều cao của nó là 55. Rồi, cụ đế quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 16 này giao lưu giá 350 thôi nè. 350. Rồi, em qua mã 17. 17. Quần eo của nó là 28 quần. Cao của nó là 82 đến 80 đi. Rồi, cũng đế luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ, mã 10, mã mấy? 17. Mã 17 này giao lưu giá 5 xị thôi nè. Rồi, 500. 500 giá mềm. Rồi. Rồi, qua mã 18. 27 quần. Chiều cao của nó là 73 đến 70 đi. Cái này đẹp nha cô chú ơi. Giọng lắc có tay cành, có duyên quá. Hello. Đây đầy đủ ha, công bự. Rồi, giao lưu nha. Dạ, mã 18 này giao lưu giá 700 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua mã 19. 19. Quần eo của nó là 28 quần, 28 yếu tính 27 đi. Rồi,
77 các bạn. Cao của nó là 70 anh ơi. Rồi. Rồi, xuống cái bù đế của vậy. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ mã 19 này giao lưu giá 5 xị thôi nè. Rồi, 500. 500, vào phí ship hết. Rồi, số 20. 20. Quần eo của nó là 30. Cao nó 80 nè. Rồi, cao 80, quần 30. Ở dưới có cái cũ luôn. Có cái cũ, cũ đo thử cũ rồi. Cái cũ ở lớn đây. Cái cũ của nó tới 44. Rồi. Rồi, giao lưu nha em. Dạ mã 20 này giao lưu giá 450 thôi nè. 450. Rồi. Rồi. Qua mã cây luôn. Qua mã 21. Quần neo của nó là 24. Cao là 85. Tay cành cũng khá quá đều cái gì. Nhưng mà tay cành đều nha. Rồi, có cái củ tròn tròn ở dưới. Giao lưu nhiêu em? Dạ mã 21 này giao lưu giá 500 anh ơi. Ủa, 4, rồi 500, 500 anh ơi. 500. Rồi, xuống cây. Và neo là 20 à. Rồi. Cái này đẹp nha. Cao của nó là 70. Mã số 22. 22. Em này mắt trúc. Mắt trúc, mắt tre. Hồi đế nhìn có duyên quá. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 22 này giao lưu giá 400 thôi này. Rồi, 400. Rồi, em qua mã 23. 23 đây. Và neo là 26. Cao nó là 85. Rồi, để luôn. Đây một khối luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 23 này giao lưu giá 500 thôi nè. 500, rồi. Rồi, okay. Qua mã 24. Hồi neo là 30. Cao là 65. Rồi, 65. Hoành 30. Hoành 30 nha. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu em? Thì mã 24 này giao lưu giá 550 anh ơi. Rồi, 550. Rồi, qua mã 25. 55 luôn. Cái này có cọng rễ tuốt trên, cọng rễ nó lên tới trên, đo tuốt trên đi. 29 hoành. Cao của nó là 45 anh ơi. Có cọng rễ tròn trên lưng hả? Tròn trên lưng, đo tuốt trên đây nha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ mã 25 này giao lưu giá 450 thôi nè. Rồi, 450. Rồi, qua mã 26. 6 luôn. 28 hoành. Cao nó 95. Rồi, 95. Cái này có duyên quá nha. Giọng lắc tay cần có duyên quá. Rồi, xuống cái cũ luôn ha. Đây, để đây cái gì? Rồi, giao lưu nhiêu đây? Mã 26 này giao lưu giá 650 thôi nè. Rồi, 650. Qua mã 27. Vành theo của nó là 27 luôn. Cao của nó là 48. Rồi, cũ đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây? 400 anh nè. Cầm. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua mã 28 luôn. Mà neo của nó là 28. Bạn quay nó cứng quá cũng không được, mà nhìn nó mềm quá cũng không được ha. Chạy. 65 chiều cao. Này có cái cụ bự ha. Cụ bự quá bự. Cái bệ này chán như vậy.
Rồi, vô luôn nha em. 28 này giá 450 thôi nè. Rồi, quá bự luôn. Qua mã 29 nha. Cây này gọng lắc tay cành đẹp nha. Gọng lắc có duyên quá nha. Và neo là 27. Cao nó là 80. Chót ngọn thử coi. Chót ngọn nó có 10 à. Cây này có duyên quá, đẹp quá nha. Rồi, xuống cái cũ nó gì. Rồi, luôn nha. Mã 29 này giao lưu giá 700 anh nè. Rồi, 700. Rồi qua mã 30. Rồi, 30 luôn. Còn neo là 25 anh ơi. Cao của nó là 69 cho tròn 70 đi. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu như em. Giờ mã 30 này giao lưu giá 450 anh ơi. Rồi, 450. Qua mã 31. Rồi, 31 luôn. Cao hoành eo của nó là 29, hoành tính 58 thôi. Cao nó 80 rồi nè. Rồi, cao 80. Này có cái sẹo ở dưới đây ha. Có sẹo nhỏ. Có sẹo đó nhưng mà nó khép, khép gần sát rồi những cái gì. Để cái gì. Rồi. Rồi, cái mã 31 này giao lưu giá 500 thôi. Cho cô chú anh chị mình về dưỡng cái sẹo lại giúp em. Cái này cũng có miếng sẹo nha. Mã lành nha, muốn kéo nhựa lành nè. Rồi, thấy có hai chỗ, lát nữa quay kỹ đó cho quý vị xem cái ha. Quay cho cô chú anh chị mình xem tham khảo kỹ giùm em. 28 hoành. Rồi. Chiều cao của nó là 85. Đây, mình xuống chỗ có cái sẹo này đây. Có cái sẹo nè cô chú ơi. Đó, miệng. Lành hết ráo rồi, tha keo vô giùm em nha. Bên đây cái nè. Đó. Gắn là xanh lè xanh lét. Đó. Không có ăn thua gì hết. Đây có cái bệ lưng nè, bệ lưng chán ha. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đen? 35 này giao lưu giá 500 thôi nè. Rồi, 500. Của 30 32 chứ. Số 32. Rồi em qua mã 33 nè. 33 đây. 35 được rồi. 21 hoành thôi, tính 51 đi. 60 chiều cao anh ơi. Rồi, cụ đế đây. Đẹp quá nè ha. Rồi, giao lưu như đây. Mã 33 này giao lưu giá 350 thôi nè. 350. Rồi, qua mã 34 nha. 34 đây. Hoành neo của nó là 26. 6. Cao của nó là 90. Rồi, xây xây luôn em. Tay cành cũng đều quá đây quý vị. Rồi, xuống đế nha. Đế đây. Rồi, giao lưu như đêm. Giờ mã 34 này giao lưu giá 500 thôi nè. 500. Rồi, rồi. Mã 35. 35 đây quý vị. Còn neo đó là 29 anh nè. Cao nó 80. Rồi, chân đế cái gì vậy? Rồi, giao lưu như em. Thì mã 35 này cuối clip giao lưu giá 700 thôi nè. Rồi, hết kỳ ha. Rồi, cuối clip em cũng mong cô chú anh chị mình xem hết clip với ủng hộ em một hai clip để có động lực em lấy luôn thêm nguồn may mới để phục vụ cô chú anh chị mình. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Chào, hẹn gặp lại cô chú.